Nghệ sĩ Vũ Linh phải quỳ gối trước vợ ông trùm Nam Cam vì món nợ của hai đứa em trời đánh, sáu bào, bảy báo. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ một tấm hình ghi lại khoảnh khắc đầy đau xót về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Không có một từ ngữ nào thể hiện được hết nỗi lòng, đau đớn cho thân phận của một ông hoàng cải lương hậu quảng. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy được ghi lại là lúc ông hoàng cải lương hậu quảng phải quỳ lại trước mẫu hậu, vợ của ông trùm giang hồ Nam Cam, để xin vợ ông Nam Cam mũi lòng thương đừng cắt lưỡi làm hại đến hai đứa em nghiện cờ bạc của mình. Cầu xin trúc mẫu hậu cho thêm thời gian để ông cố gắng nai lưng đi làm kiếm tiền trả nợ thai. Thưa quý vị, đầu gối nam tử bằng vàng, đàn ông chỉ đứng chứ không quỳ. Đường đường là một ông hoàng cải lương, ông hoàng hậu quảng được triệu triệu người yêu mến, một nghệ sĩ đa tài. Nhưng ai có ngờ phía sau sân khấu, ông đã phải chịu nhục để cứu hai đứa em bảo bào của mình. Mới đây trong cuộc phỏng vấn, má Tư Quốc Thanh đã chia sẻ về câu chuyện của nghệ sĩ lớn Hồng Nhung Tiểu Linh. Không chỉ một mà rất nhiều lần gây nợ buộc anh trai mình phải trả nợ giúp. Má Tư nhớ như in, cột mốc năm 1990, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi làm quanh năm suốt tháng, ráng cày cuốc để chơi hai dây hụi, mong gom góp tiền để dành. Sau khi Vũ Linh để gần cuối và hốt được hai dây hụi, được hơn 300 triệu đồng. Theo một số cộng đồng mạng cho biết, 300 triệu vào thời điểm đó ước tính giá trị so với đồng tiền ở thời điểm hiện tại thì tương đương hàng trăm tỷ, là một con số khủng khiếp. Tuy nhiên, khi má Tư Quốc Thanh cùng Vũ Linh vừa cầm tiền về nhà chưa kịp cất tủ, thì nó lại nhảy qua túi của sáu bào và bảy báo, mang đi qua nhà chủ nợ để cất giùm. Khi cố nghệ sĩ vừa lấy tiền về, thậm chí còn chưa kịp mở ra để xem, thì sáu bào đã xõa tóc đi bằng hai đầu gối khóc lóc van xin anh Nam cho hơn 100 triệu để trả nợ. Thương em, cố nghệ sĩ đứt ruột, móc tiền ra cho. Nhưng còn đứa em gái kia, vừa đi ra khỏi cửa, nó đã nháy mắt báo hiệu cho thằng em bảy báo. Thế vào chỗ đó, hai chị em luân phiên nhau vào xin tiền. Người chị hơn 100 triệu, thì đứa em cũng vậy. Không lẽ báo đần lẻ, sáu bào và bảy báo song kiếm hợp bích để báo cuộc đời của anh mình? Tại sao có thể như vậy? Và một lần khác, chủ nợ đòi đến xử lý ông bảy báo ngay tại đoàn cải lương. Thấy vậy, chú Nam lại phải lấy hàng trăm triệu ra để trả nợ tiếp. Những đồng tiền bằng xương bằng máu của mình trả nợ cho hai đứa em, liên tục phải trả nợ mà bản thân lại không đi vay nợ. Cố nghệ sĩ đã cứng tay tuyên bố không bao giờ trả nợ cho hai đứa em đổ đốn nữa. Không bòn rút được của anh Nam, chúng đã chuyển hướng lấy căn nhà từ đường của cha mẹ làm mục tiêu. Sau nhiều lần gây nợ, tiễn luôn ông bà tổ tiên ra ngoài đường ở, anh Nam vẫn không đành lòng để hai đứa em lang bạt. Năm 1997, cố nghệ sĩ mua một căn nhà ở đảo Hy An với mức giá 80 lượng vàng cho sáu bào, bảy báo có nơi ở đàng hoàng. Nhưng có ai ngờ, ở chưa được bao lâu, chủ nợ tìm đến, đập phá, tạt nước sơn, đòi phải trả nợ. Thế vậy, Vũ Linh mới lại lấy căn nhà và yêu cầu hai đứa em dọn đi. Đáng chú ý trong phần chia sẻ của má Tư Quốc Thanh đã kể lại câu chuyện của sáu bào bảy báo vay nợ của vợ ông trùm Nam Cam. Khán giả theo dõi không khỏi xót xa khi má Tư cho biết đích thân cố nghệ sĩ đã phải đến gặp chủ nợ của các em là Trúc Mẫu Hậu, vợ Nam Cam. Theo lời chia sẻ của bà Tư, Vũ Linh đã không dám ngồi, chỉ đứng và khóc ngay trong bữa tiệc để xin cô giảm bớt tiền mà em chủ đã vay lãi rất cao. Nghe lời chia sẻ của bà Tư đã đủ đau xót, nhưng hôm nay trên mạng xã hội còn lan truyền một tấm hình lịch sử chứng minh lời nói của bà Tư Quốc Thanh nói hoàn toàn là có thật. Tấm hình này ghi lại thời khắc ông hoàng cải lương Vũ Linh đang quỳ gối dưới chân của Trúc Mẫu Hậu khóc nức nở. Bên cạnh là bà Tư Quốc Thanh, đầu gối của một người đàn ông là một ông hoàng sân khấu mà phải quỳ dưới chân một người phụ nữ, phải rơi nước mắt, xấu hổ lắm chứ. Vậy mà không một lời oán trách. Nếu như không có cái quỳ gối ngàn vàng của chú, thì giờ này lưỡi của sáu bào bảy báo đã không biết đi về đâu. Và giờ đây họ đâu thể khẩu nghiệp hại cho con chú được nữa. Thương, đau lòng, ai cũng một lần để sống. Chú kiếp trước chắc nợ họ nên kiếp này chú khổ tới cuối đời, sắp bệnh chết không dám đi bệnh viện vì sợ lũ em ở nhà bài trò cho bài căn nhà mà chú chắc chiêu dành dụm cho con cho cháu. Giây phút cuối đời ở cõi tạm vẫn nơm nớp sống trong lo sợ, và đến khi đã sang bến bờ bên kia, hương hồn vẫn không được thanh thản. Cha thì quỳ lại Trúc Mẫu Hậu trả nợ cho Hồng Nhung Tiểu Linh, đến đời con là Hồng Loan phải quỳ lại cô Sáu và chú Bảy cho cha của mình được về nhà. Thương cho một đời nghệ sĩ tài hoa, đức độ, hai cha con cùng một pháp danh, thích cam chịu,